Ở miền Tây mùa nước nổi, muốn ăn bông điền điển thì chỉ cần xách cái rổ ra mé kinh, mé sông hay chống xuồng lái đò ra ngoài vùng ngập nước là thế nào cũng tha hồ hái về cho cả mớ bông điên điển đầy nhóc, thiệt là ngon lành. Còn không thì ở chợ mùa này cũng có bán nhiều bông điên điển lắm. Nhắm ăn nhiều thì cứ việc mua về là bà nội trợ tha hồ làm đủ món ngon. Tính ra thì bông điên điển làm được nhiều món lắm. Điên điển nấu canh chua, điên điển trộn ghém, điên điển nhúng ăn với mắm kho, bông điên điển trộn với cá linh hay món ăn có vị chua nhân nhẫn mà kích thích vị giác thì nhất định phải kể tới món gỏi bông điên điển. Gỏi điên điển có thể trộn với bất cứ thứ thịt cá nào cũng hợp, nhưng đa phần người miền Tây vẫn thích trộn gỏi bông điên điển với mớ tép sông còn nhỏ nhỏ nhưng mà thịt chắc đụi, chất lượng lắm. Cũng có thể mua thêm mấy con khô để kết hợp chung thì cũng ăn ý nữa. Hái thêm mấy cọng rau răm ở ngoài vườn, thêm vài trái ớt cay cay. Vậy là cơ bản đã đủ nguyên liệu cho món gỏi ngon lành, đúng điệu mùi vị của miền sông nước quê nhà rồi đó. Đối với nhiều người, hình ảnh bình yên chỉ đơn giản là dáng mẹ dáng chị ngồi ở sau nhà lặt bông điên điển chuẩn bị nấu món ngon. Cảnh quê hiền hòa xua tan hết mọi sự xô bồ tất bật. Bông điên điển cẩn thận đem lặt kỹ, bỏ hết những bông bị dập, sau đó rửa lại với nhiều nước cho sạch rồi để ráo. Mớ tép sông lộn xộn, con bự nhỏ không đều, đem lặt râu rồi cũng rửa sạch và để ráo. Sau đó thì nhúm bếp, bắt chảo, phi hành tỏi cho thơm, mới bỏ tép vô rang cho tới khi chín giòn là được. Tép rang nhớ nêm thêm một xíu gia vị cho đậm đà. Tới khi tép chín thì chuyển qua màu đỏ au, nhìn vô là thấy hấp dẫn lắm và biết chắc là ngọt, giòn, khỏi chê luôn ngang. Sẵn bếp lửa đó thì chiên mấy con khô cho vàng thơm, để lát nữa trộn gỏi chung cho thêm mồi để gấp. Nhớ lột vỏ củ hành trắng rồi sắc mỏng nữa. Rau răm, ớt trái thì cũng đem rửa sạch. Nhớ đâm tỏi ớt cho nhuyễn rồi pha chén nước mắm tỏi ớt chua chua mặn mặn cay cay, kẹo kẹo nữa ngang. Bây giờ thì dọn ra các nguyên liệu và chuẩn bị trộn gỏi được rồi đó. Lần lượt bỏ các nguyên liệu, bông điên điển, tép rang, khô chiên, một chút xíu rau răm sắc nhỏ, củ hành trắng. Sau đó chan lên vài muỗng nước mắm ngon, rồi trộn đều lên để các nguyên liệu được thấm gia vị đậm đà. Lúc này, nước mắm ngon sẽ áo đều bên ngoài bông điên điển và tép, làm cho món gỏi bóng mướt, thiệt là hấp dẫn lắm. Coi gỏi đã trộn xong thì đơm gỏi ra dĩa cho khéo, rắc thêm rau răm hành phi và ớt sắc lên trên. Vậy là có thể dọn ra thưởng thức chung với nước mắm ngon pha kẹo và bánh phồng tôm chiên khéo. Hay có thể dọn ăn chung với cơm cũng được. Ăn kiểu gì cũng ngon và hợp lắm. Phải công nhận, món gỏi điên điển dọn ra là thấy liền sự đẹp đẽ và tươi tắn, khiến cho người ta chỉ cần nhìn thôi là đã muốn ăn liền. Dĩa gỏi nổi bật với cái màu vàng tươi rực rỡ của bông điên điển, điểm lên đó là cái màu đỏ của tép rang, cùng một chút cái trắng tươi của hành tây, màu xanh của rau thơm, màu nâu vàng sóng sánh của chén nước mắm ngon. Món này được dọn lên giữa cảnh nhà quê thoáng đãng và mát mẻ thì thiệt là hợp tình, hợp ý quá. Vậy thì còn chờ gì nữa mà cả nhà hung sấm lại để thưởng thức món ngon, rạc ri, mùi vị miền sông nước đi nè. Gấp đũa gỏi lên cái bánh phồng tôm, chan thêm xíu nước mắm tỏi ớt kẹo kẹo
rồi bỏ vô miệng nhai, sẽ cảm nhận được liền đầu tiên là cái giòn giòn của bánh phồng tôm, sau đó là cái chua chua, ngọt ngọt đặc trưng của gỏi, cái giòn ngọt của tép rang, hòa lẫn với cái nhân nhẫn đặc trưng của bông điên điển, thêm chút cay cay của ớt. Các mùi vị đó hòa lẫn với nhau, đúng thiệt là ngon lành, ấn tượng và khiến người ta cứ muốn gấp gỏi ăn hoài, ăn mãi ăn mê mà vẫn chưa thấy đã thèm. Còn như ai đạo cơm thì chỉ cần bới chén cơm nóng, sau đó gấp gỏi bỏ vô chén, chan thêm nước mắm. Chỉ như vậy thôi là già cơm ăn một cách ngon lành, ăn no cả bụng hồi nào không hay. Mà cái bông điên điển nó ngộ lắm, mới ăn thì nhân nhẫn, nhai lâu thì bùi bùi và có hậu ngọt, ngon một cách dịu dàng. Bữa nào nhà làm món gỏi bông điên điển trộn với tép rang là ai cũng khoái lắm. Người thì thích ăn gỏi với bánh phồng tôm, người thì thích bẻ con khô chiên để ăn chung, nhâm nhi cho thêm vị. Người thì lại thích ăn gỏi với cơm cho chắc bụng. Ăn kiểu gì cũng được, miễn người sao thấy ngon, thấy thích là món ăn đó đã trở nên có ý nghĩa rất nhiều. Điên điển không ngọt không thơm, điên điển ăn vô hơi nhân nhẫn, nhưng lại làm nên món gỏi ngon lành, làm kích thích vị giác của cả nhà. Cứ như vậy, mạnh ai nấy ăn nấy gấp, mạnh ai nấy say sưa thưởng thức. Gia đình sum họp miền quê, giữa khung cảnh miền quê hiền hòa, sao mà thương thương quá. Điên điển phải có cá linh, món ăn đậm tình nước nổi miền Tây. Bông điên điển và con cá linh là hai thứ sản vật đặc trưng không thể thiếu của mùa nước nổi miền Tây. Và cũng như một cái duyên, hai thứ sản vật này kết hợp với nhau rất là ăn ý trong những món đặc sản miền quê. Và món gỏi bông điên điển với cá linh chính là một món ăn như vậy. Để làm món này thì cá linh mua về cần được rửa cho sạch rồi để ráo. Hái thêm trái đu đủ hườm, đem bào sợi để riêng. Còn bông điên điển thì nhớ đem lặt rửa để ráo là được. Phải công nhận, nhịn mớ nguyên liệu thôi là đã thấy đầy đủ sắc màu, hứa hẹn cho món ăn vừa ngon lại vừa đẹp rồi đó. Cá linh đem trộn gỏi kiểu này thì ngon nhất vẫn là được đem chiên xù trước. Có thể để chiên xù trơn như vậy, hay cũng có thể được xóc bột khô rồi mới chiên. Ai muốn làm kiểu gì cũng ngon. Dầu nóng thì bỏ cá linh vô, canh khi cá linh chín vàng đều thì mới vớt ra để cho ráo dầu là đã sẵn sàng để trộn gỏi rồi đó. Đầu tiên, bỏ bông điên điển và đu đủ bào sợi vô trong thau, thêm một chút rau thơm, rồi chan nước mắm tỏi ớt pha kẹo lên trên, trộn cho thấm đều là được. Sau đó mới bỏ cá linh chiên xù vô và trộn lại thêm một lần nữa thiệt là nhẹ nhàng. Nhớ là phải nhẹ tay thôi, chứ mạnh tay thì cá sẽ bị bể nát ra là không còn ngon nữa. Món gỏi này vậy là đã xong rồi đó. Coi đơm ra dĩa, rắc thêm hành phi cho thơm, dọn thêm mấy cái bánh phồng tôm nữa là có thể thưởng thức một cách ngon lành rồi. Chiều quê trời mát, dọn lên món ngon gỏi bông điên điển với cá linh chiên ra ngoài bến sông trước nhà, để rồi vừa ngồi ăn vừa hóng mát thì thiệt là thú vị lắm. Thằng Út nó mê món này, bởi vậy mà lần nào trên Sài Gòn về mà gặp mùa cá linh với bông điên điển là chị hai biết ý, lại trộn dĩa gỏi ngon để nó ăn cho đã cơn thèm. Gấp đũa gỏi bỏ vô miệng nhai là tất cả vị giác như bùng nổ vậy đó. Cái giòn ngọt của đu đủ, cái nhân nhẫn bùi bùi của bông điên điển, cái giòn tan của cá linh chiên xù, thêm nước mắm pha khéo chua chua ngọt ngọt, mặn mặn cay cay nữa chứ. Thiệt chứ, bắt gì đâu mà bắt.
bông điên điển mùa nước nổi miền Tây. Nói chính xác, đó chỉ là một thứ rau dại dân dã quê mùa, chứ không có gì là cao sang hết. Bông điên điển mong manh mà sức sống bền bỉ, vươn lên giữa mênh mông cánh đồng nước nổi ở miền Tây. Bông điên điển khoe ra cái màu vàng rực rỡ, nổi bật trên nền lá xanh, chạy dọc theo những bờ sông vào mùa nước lớn. Bông điên điển không ngọt ngào, mà khi ăn có vị hơi nhân nhẫn, khi kết hợp cùng các sản vật khác của mùa nước, như con tép sông để trộn gỏi, như con cá linh để nấu canh chua, như cái vị mặn mòi của lẩu mắm, như cái chua chua ngọt ngọt của thao rau ghém chấm chung với cá kho lạc, thì chính cái nhân nhẫn đó đã làm nên một trải nghiệm vị giác khó quên, động lại trong lòng người thưởng thức. Để rồi cũng không bất ngờ lắm khi thứ bông, thứ rau quê dân dã này lại khiến nhiều người cứ thèm được nếm lại vị ngon của nó tới vậy. Không đơn giản chỉ là thèm mùi vị của món ăn. Ở đây, người ta còn thèm cái cảm giác được tự mình xách rổ đi hái bông điên điển, thèm được tự mình trải nghiệm cái mênh mông của cánh đồng nước nổi quê nhà. Một thứ rau quê mùa vậy mà nhớ, mà thương tới suốt cả cuộc đời. Như câu ca dao xưa kể về nỗi niềm thương nhớ của cô gái trẻ lấy chồng về xứ lạ, thì trong lòng vẫn nhớ hoài cái sắc màu vàng tươi của bông điên điển quê nhà. Bông điên điển cũng giống như cô thôn nữ, vừa xinh đẹp lại chân chất hiền hòa và dễ thương, dễ mến. Theo chồng về chốn bưng biền, thấy bông điên điển nghiêng mình nhớ quê. Lấy chồng xa rất khó về, hết mùa điên điển đường quê còn dài.